Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là PVD Gamer đây. Ngày hôm nay thì trước mặt các bạn là một tựa game mà nói chung là bây giờ nó có một cái background là có một cái đèn ngủ và một người đàn ông đang nằm ở đây ngủ rồi. Chúng ta cùng khám phá tựa game này nhá. Bắt đầu. Ở đây nó có bốn cái lá bài cũng như là bốn là cái cửa mà chúng ta cũng chuẩn bị chơi. Bốn cái, mỗi cái có một kiểu biểu hình tượng khác nhau. Cái đầu tiên là có hình con mắt này, cái thứ hai là có hình con chim này, cái thứ ba là có hình một bông tuyết, và cái thứ tư là có hình một chiếc máy bay. Chúng ta cùng đến với cái hình đầu tiên nhé. Bắt đầu. Đây là xem cái gì? Bí hiểm thật sự. Los Angeles, Mark 2018. Two weeks alive. Yeah, một người đàn ông trong một ngôi nhà khá là vắng vẻ và nhìn nó khá là hiu quạnh các bạn ạ. Anh ta đang ngủ. Và anh ta vẫn đang ngủ các bạn ạ. À, mình phải ghép lên cái mảnh ghép này vào à? À, mình hiểu rồi. Mình phải ghép cái mảnh ghép này vào đây. Đấy, thấy chưa? Đúng rồi. À, thì ra là xếp hình à. À, cái mảnh ghép này các bạn nhìn nãy giờ có thấy giống cái một chiếc đàn piano không đó? Những cái ký hiệu của chiếc đàn piano. Đây rồi. Chắc chắn là không thể sai được. Đây. Và đây. Ok. Play the melody. Giống như kiểu mình đang du cái anh này ngủ vậy. Wow. Nhưng mà mình đã đánh thức anh ta dậy rồi chứ không phải ru anh ta ngủ nữa. Rất giống một con đom đóm đang bay trên bầu trời và anh ta đứng giữa không trung và những giấc mơ của anh ta vậy. Anh ta như đang mơ. Nào, chúng ta cùng tới đây. Thật sự là anh ta đang đi trên bầu trời các bạn ạ. Mình thấy đây rất là giống một cảnh. Yeah. Thức dậy ở một nơi xa, ở một nơi rất xa, và anh ta đang còn ngáp ngủ. Mình vẫn chưa hiểu này các bạn này. Wow, biển rất đẹp. Wow, đẹp chưa các bạn? Anh ta là một thiên thần, anh ta đang bay giữa không trung. Wow, anh ta đang bay cùng các đàn chim kìa. Thật là phiêu các bạn ạ. Nhìn phê vậy. Reddish one the walking. Anh ta dừng lại rồi. Thậm chí anh ta còn bay cao hơn cả chiếc máy bay ở đấy mà vừa bay qua đấy các bạn. Đây chắc chắn là một vị thần tiên chứ không phải là một người bình thường. Thôi anh ta đã bay đi. Được rồi, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu các bạn thấy cái tựa game này hay thì có thể tải về chơi và khám phá, nó còn rất là nhiều phần đó. Mình thì chỉ review đối mặt ở đây thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.